Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà tôi rất thích. Câu chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Câu chuyện có tựa đề là Điều đó rồi cũng sẽ qua. Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẻ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ, và ta cho ông 6 tháng để tìm chiếc vòng đó. Benaiah trả lời: Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt. Nhà vua đáp: Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thân của mình nếm một chút bẻ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày bán những món hàng trên một tấm bạc rồi tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người bị đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan tưng bừng đón mừng lễ hội. Nào, ông bạn của ta, vua Salomon hỏi, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn, và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: Nó đây, thưa đức vua. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: Điều đó rồi cũng sẽ qua. Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi.